Tần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Anh Lạc, ngày nào cô cũng tới, nhưng hoàng thượng lại làm như không thấy. Chúng ta đến được bao nhiêu ngày rồi? Hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi. Vậy ngày mai không cần tới nữa. Tại sao vậy? Ta gặp gió nên bị cảm. Rốt cuộc cô đang làm trò gì vậy? Hỏi được chưa? Hỏi được rồi. Nghe nói là Ngụy Quý Nhân bệnh rồi. Bệnh rồi? Ngụy Quý Nhân còn đang bệnh sao? Dạ. Kêu Diệp Thiên Sĩ đến xem cho nàng ấy. Về dưỡng tâm điện. Bãi giá dưỡng tâm điện? Không, đến Viên Hy Cung. Bãi giá đến Viên Hy Cung? Ngụy Anh Lạc có thật bướng bỉnh vậy không? Trẫm thấy nàng ấy cần được dạy dỗ. Trước đây ở Trường Xuân Cung còn dám mồm mép với trẫm, giờ được trẫm sủng ái lại càng lên mặt. Hoàng thượng, vậy ý của người là? Gạt đi thẻ của nàng ấy. Dạ. Đợi đã. Dừng lại. Chuyện này là sao vậy? Đây. Hồi bóng hoàng thượng, Ngụy Quý Nhân nói thời tiết nóng bức, cho nên đã đặc biệt sai người lắp thêm một tấm chiếu manh kiểu này lên chiếc kiệu mà hoàng thượng hay ngồi. Chiếu manh toàn là chiếu manh cũ không dùng đến ở phủ nội trụ, chỉ là phải mất một chút công sức thôi, chứ không có tốn tiền. Chúng nô tài đều có chỗ tránh nắng nghỉ ngơi, trong cung trên dưới đều biết ơn nương nương. Đến Viên Hy Cung. Chuyển giá Viên Hy Cung. Chuẩn tử, hoàng thượng sắp tới Trữ Tú Cung thì bỗng nhiên quay đầu đến Viên Hy Cung. Cái gì? Hoàng thượng đã tới Viên Hy Cung rồi. Hồ ly tinh. Ngụy Anh Lạc. Đem đi, người đem hết đi, đem đi. Người bất giận, người bất giận. Nàng ấy không muốn thì cả đời này cũng đừng thị tẩm. Cút. Dạ. Ê, hoàng thượng. Nè. Hoàng thượng, người định làm gì vậy? Dù trẫm có vu oan cho nàng, làm nàng ấm ức, nàng có thể tranh biện với trẫm. Bản thân cố gượng đã đành, lại còn trách trẫm lạnh nhạt. Tại sao vậy? Thần thiếp chẳng qua chỉ là một quý nhân, đột nhiên được thánh sủng. Chủ tử của các cung dĩ nhiên là phải đố kỵ. Nếu lần nào cũng tìm hoàng thượng cáo trạng, một lần hai lần hoàng thượng còn có thể tin, nhưng nếu nhiều lần thì dù hoàng thượng có tin cũng sẽ cảm thấy chán ngán. Cho nên thần thiếp thà ngậm miệng không nói. Phi tần hậu cung dù là địa vị tôn quý như hoàng hậu cũng đều răm rắp nghe lời của trẫm. Chỉ có mình nàng to gan làm càng không chút kiêng dè. Nàng hỉ nộ vô thường, nắng mưa thất thường, đều là muốn trẫm trước sau luôn nhớ về nàng. Muốn trẫm mong nhớ khôn nguôi. Ngụy Anh Lạc, tưởng trẫm không nhìn thấu quỷ kế của nàng sao? Nếu hoàng thượng đã nhìn thấu, vậy thì tại sao lại còn nổi giận? Nàng cẩn thận tổn hại long thể. Nói lại những lời nàng vừa nói nữa xem. Ta làm nàng đau sao? Trẫm đâu có dùng sức. Hả? Nàng lại lừa trẫm. Tính tình thần thiếp là như vậy đó, cả đời này cũng không sửa được. Lý Ngọc, truyền chỉ lệnh công bộ thượng thư Cáp Đạt Cáp làm chính sứ, học sĩ nội các Ngũ Linh An làm phó sứ, mang tính vật sắc phong quý nhân Ngụy thị làm lệnh tần.